Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu đi em gái. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Huỳnh Thị Bảo Trân. Em hiện đang là thủ quỹ của một hãng xe ở quận 7. Hiện em đang sinh sống và làm việc cũng ở quận 7 luôn. Sống ở Sài Gòn được hơn nửa đời người. Nói chính xác là hiện nay em được 31 tuổi. 31 tuổi rồi ha. Dễ thương, thủ quỹ một hãng xe quận 7. Rồi, mời chàng trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Thì xin chào cô chú và anh chị các bạn và chào bạn nữ bên cạnh. Em là Trương Quang Thịnh, sinh năm 1985, là trưởng phòng kinh doanh tại công ty cổ phần Địa ốc. Quê mình ở đâu em? Dạ, em quê ở Long An. Long Nhưng An. Mà em hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của em gái là gì nè? Ưu điểm của em là cá tính, mạnh mẽ, hòa đồng. Với lại một phần của em là hơi hài hước nữa. Còn khuyết điểm của em thì là hơi thẳng tính. Bề ngoài người ta nhìn vô người ta nói em hơi bị lạnh lùng. Nhưng mà tiếp xúc với em chút thì thấy em lùng chứ em không có lạnh. Lùng thì lùng, dễ thương là dễ thương chứ đâu có làm sao đâu, đúng không? Rồi bạn trai bên kia. Ưu điểm của em là hiền, cũng mạnh mẽ. Mặc dù là em năm nay cũng ba mấy rồi mà em cứ luôn nghĩ mình mới có 24 thôi. Rồi về khuyết điểm của em á thì em hay quên, em hay lơ đãng á, mà em cũng biết hát tiếng Hàn. Thôi thử hát một đoạn tiếng Hàn Quốc coi. Mới tập đêm qua tới 2 giờ sáng mà không biết. Giờ sông hè dâu đi xuân can đi ta chi na cô ta chi bố kè thuê nừng cư nắng. Một tướng có bò rì cô cứ tê có thể xó xó nắm mươn kinh rừng cá rì răng con y do nghĩ ra cô hà châu có vũ hàn su cá ôm châu nè sang nghe y chó rô mà rùm tao năn. Tổ ta si un su y sơn ca yô y sen nghe san mê kín rê thằng xin nâng son muốn in con nè xa răng nghe nụt sơn chi an tô rông nâng ta ca bí chun kê yô. Tài nãy giờ anh nghe được cái gì đâu là Sara nghe gì đúng không? Sara nghe là anh yêu em gì đó hả? Dạ, cái bài này là định mệnh. Hãy hứa với anh khi giây phút này qua đi thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào một ngày không xa. Trên cuộc đời có những điều mà chúng ta còn chưa biết được tới thì đó gọi là định mệnh. Thì định mệnh thì không thể chối từ được. Trong cái cuộc sống này đó nó đầy chông gai và thử thách thì chúng ta hãy cùng nhau nắm tay nhau và vượt qua những điều đó. Cái bài rất hợp á. Hôm nay là định mệnh, chúng ta không thể chối cãi được nha. Sẵn bạn hát rồi thì em xin phục vụ văn nghệ cho tất cả mọi người. Đúng đồng rồi. Thời là tặng cho bạn bên cạnh luôn. Tối hôm qua em cũng không có ngủ được. Em cũng chế một cái bài hát rất nổi tiếng của Mỹ Tâm hiện giờ là Người Hãy Quên Em Đi. Nhưng mà tựa của em là Người Hãy Yêu Em Đi. Em xin gửi tặng mọi người. Lần đầu tiên bảo rằng bước lên trên đây rằng lòng sẽ đem ai kia đó về, giờ thì đến rồi chỉ còn giây phút nữa mà thôi. Hồi hôm qua mặc dù vẫn đang tươi cười mà lòng thấy như hoang mang rối bời, và đã đến rồi vì chàng ở sát bên mà thôi.
thì hãy vui lên đi và tự tin nói hết những khuyết điểm, ưu điểm mình đang có, rồi sẽ chia tâm tư, nguyện vọng hay tiêu chí, vẽ ra luôn hình màu cho đối phương. Vậy thì em xin nói trước một lời về người đàn ông em sẽ bấm nút chọn. Điều đầu tiên kiên quyết đó chính là người phải luôn yêu em. Hay quá. Rất là dễ thương, rất là cá tính, hát rất là hay mà cái lời là hay nữa chứ. Tuyệt vời. Bên kia sao im lặng luôn rồi? Cảm giác như thế nào em trai? Dạ, bạn ấy chế mà sao hát hay như là thiệt luôn á, như cái bài hát của gần. Thiệt mà chế. Nhạc sĩ sáng tác. Định mệnh mà. Dạ. Định không có cãi được đâu em. Em thì có một cái ưu điểm là khi mà cảm xúc mà dâng trào rồi á là em có thể tự làm thơ và tự sáng tác nhạc, tự chế những cái lời bài hát mà tùy theo cảm xúc của mình. Cái này là cũng anh cũng có cái điểm là cũng giống giống như vậy đó. Để sau này anh chế cho em nghe. Hồi chế cũng phải xin phép nhạc sĩ nha. Rồi. Chế tầm bậy em bạ. Bây giờ vô chút xíu tình trường đi. Tình trường của em gái thì sao? Dạ em thì đã trải qua được hai mối tình. Thì một mối tình là hồi thời đi học, nhưng mà tại vì bạn ấy bây giờ là định cư bên Úc rồi. Người thứ hai là do bạn ấy đổi nghề bất chợt đó chị. Ban đầu là bạn làm bên xây dựng, sau đó giờ chuyển qua nghề đánh bắt cá. Ảnh bắt cá hai tay, ảnh bắt cá hai tay. À trời ơi. Quen được bao lâu mà rồi anh chuyển nghề? Dạ thì cũng quen được 2 năm mấy 3 năm rồi. Khi mà em phát hiện được chuyện đó thì thôi em cho ảnh đổi nghề luôn. Từ đó tới nay là bao lâu rồi lỡ không? Dạ cũng 3 năm hơn rồi. 3 năm hơn. Dạ. Tại sao dễ thương vậy mà không ai cua? Do em sống nặng về tình cảm gia đình á, như là do nhà em gần với lại công ty, đi làm về xong thì chỉ muốn là đi về sớm với lại mẹ để cho mẹ đỡ buồn thôi. Dạ. Bạn trai bên kia mình có mấy mối tình rồi em trai? Em cũng có hai mối tình rồi chị Cát Tường. Thì một mối tình của em là 7 năm, mối tình thứ hai là cỡ 6 tháng thôi. Nhưng mà cái người bạn nữ này cũng bắt cá hai tay là bắt được con rồi. Rồi lại muốn bắt thêm em nữa. Hai bạn này dạ. Có vẻ cũng định mệnh quá ha. Có người yêu mà cũng bắt cá giống nhau. Trước khi mà bấm nút hai bạn phải thề với nhau là không chuyển nghề nha. Rồi sao mình hỏi thêm ý kiến người thân là hôm gái em đi với ai? Dạ em đi với lại cô giáo của em dạy từ hồi cấp 2 tới giờ với lại một người bạn là chơi thân với em từ nhỏ. Dạ xin chào tất cả các vị khán giả. Chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Yeah. Tôi là cô giáo của bé Trân là từ cách đây cũng 20 năm rồi. Từ bé là nó đã thể hiện cá tính, nghịch thì cũng nghịch lắm. Từ nãy giờ ngồi đây và chứng kiến thì cô thấy là đúng là định mệnh con. Ở bạn trai đây có những cái mà cứ nói lên là cô nghĩ là con cũng y chang vậy. Cô rất là vui mừng, chúc cho hai con là sẽ tiến tới được xa hơn. Rồi. Cảm ơn cô. Rồi, bạn gái có em bạn thân đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cho ý kiến thêm của em nữa. Bạn gái dễ thương quá. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào anh. Sau những gì mà Trân và anh chia sẻ, em cảm thấy là hai người có những điểm tương đồng mà em nghĩ là hai người có thể hỗ trợ, tương trợ nhau về sau. Và em ủng hộ Trân thử một lần. Rồi, cảm ơn em. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và các bạn trong công ty. Chào hai MC xinh đẹp của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Chào gia đình nhà gái. Và chào các quý vị khán giả. Hôm nay mẹ thấy là cái cô bên này cũng hơi có cái tánh hài hước thì hơi. Mẹ chịu á, cô nói với con vậy. Thịnh cô nó thiệt tình dữ lắm. Ai nói gì nó tin nấy. Hồi nhỏ là người ta gạt nó hoài. Con có cơ hội thì con cho nó cơ hội. Rồi về con điều khiển nó. Chứ để nó bị người ta gạt hoài luôn. Trời ơi. Có bao nhiêu lời đó thôi. Xin cảm ơn. Dạ, dạ cảm ơn cô. Ủa em hồi đó em bị gạt là em bị gạt cái gì mà nãy giờ nghe giới thiệu bị gạt hoài vậy em trai? Thì em cũng hiền á, giống như bạn bè rồi hay ai người thân cũng không có thân thiết gì với em cho lắm. Em chào chị. Chào em. Thì mượn tiền hay gì đó là em cũng cho mượn. Cho mượn tiền? Rồi họ trả tiền chưa? Rồi nói trả rồi nhưng mà trả lúc mà em đang ngủ. Hả? Cái gì vậy? Hồi nhỏ em cũng thích võ thật á.
nhưng mà em tự tập xíu nữa biểu diễn. Dạ. Bây giờ muốn kiếm người vợ như thế nào? Thì em kiếm một người vợ là kỹ tính tí để quản lý em, hiếu thảo cha mẹ, nói chung là đừng có chảnh quá. Về ngoại hình? Ngoại hình thì cỡ 1m55 trở lên là được rồi, chuẩn rồi, rồi đó. Nói chung là dễ thương. Chừng nào tiến tới hôn nhân được? Thì em cũng thật sự là em cũng lớn rồi, cũng cỡ tầm 6 tháng tìm hiểu là có thể tiến tới hôn nhân. Rồi, em muốn chừng nào kết hôn được? Dạ, em thì luôn trong tư thế sẵn sàng. Luôn trong tư thế sẵn sàng? Dạ, em sợ yêu lâu lắm. Nên nếu như mà cả hai cảm thấy hợp nhau và cảm thấy cần và đủ để sống vì nhau thì sẽ tiến đến hôn nhân. Mà em có đặt ra tiêu chí người bạn trai mình như thế nào? Tiêu chí đầu tiên kiên quyết của em là không được hút thuốc. Cái thứ hai nữa là nhớ cạo sạch râu mỗi buổi sáng. Sao vậy? Thì em không biết làm sao mà em sợ cảm giác của những người để râu lắm. Nhiều khi đến gần mà chuẩn bị hôn mình hay gì là em nổi da gà hết trơn. Như anh kia láng lắm, không có râu. Nhưng mà em có hút thuốc không em trai? Hồi nhỏ xíu lớp 5 á, em thấy người lớn họ hút. Em nói tại sao người lớn họ khoái hút thuốc gì vậy? Chắc nó ngon lắm hay sao á. Em cũng lén em hút thử. Hút xong cái em mệt, chọn kẹo còn hơn là chọn thuốc. Đó, từ đó thì sao là em không có hút thuốc. Nghe tụi nó hút thuốc từ lớp 5 bây giờ nghiện rồi, tôi chắc tôi chết quá. Té ra là không em có hút trai thuốc. Định t- có điểm mà gì không thích ở người bạn gái không? Em không thích cái người con gái mà đen, rồi hôi, nhiều lông, nhiều lông. Gì? Gì vậy? Dạ, tiêu chí không thích gì nhắc lại anh nghe coi. Đen, đen nè, rồi hôi nè, rồi nhiều lông. Cô bên kia cũng không thích nhiều râu, em không thích nhiều lông. Kỳ lạ. Sao em có ý nghĩ kỳ lạ vậy? Thôi coi bên đó có lông. Dễ thương. Ta gặp nhau đã đôi lần ở hãng xe. À, đàn trai yêu cầu nghe. Thôi không có đen nha, không có hôi luôn. Còn chuyện kia tôi không biết. Đó, tôi không có khả năng kiểm tra. Dễ thương là được rồi. Chàng trai bên đây tuy rằng không có râu, nói về tóc thì cũng không có. Hôm nay định mệnh rồi, mình mở rào đi. Định mệnh không lông và không râu. Bắt đầu. Em chào anh. Em chào em. Anh tặng em con mèo. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Đây là tuổi của em. Dạ. Ồ, vậy hả? Dạ. Tuổi con gì em? Con mèo luôn. Dạ, em tuổi con mèo. Trời ơi, sao tặng đúng tuổi vậy? Đúng. Em thấy để cô bên kia em biểu diễn cái tài nghệ của mình chút xíu, tài lẻ cho cô gái coi coi. Thì anh cũng có chút người đàn ông, người đàn ông. Ủa, con chút người đàn ông mà hả? Cái này nhìn nó cũng hơi nguy hiểm. 12 năm em bỏ, mới tập lại đêm qua. Trời đất ơi, mới tập lại hôm qua đó em, xa xa đây cưng. Mới tập hôm qua mà làm thấy ghê không? Được, phải la lên giống trong tuổi đơn mới được. Hi, hi, la lên chứ. Hi, wow. Dữ à. Rồi, hai tay hai cô. Hai cô. Minh Họa. Oh, kẹp nách. Dạ bỏ cũng nách có nách đó. Rồi, cũng được. Rồi. Dữ không em? Cũng được rồi đó. Được áo ha. Đi nào, chú rể của tôi. Thôi, bây giờ chúng ta cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt đi các bạn. Em thấy anh hợp không? Dạ, thì em thì mới đầu thì em thấy là cảm thấy là hấp dẫn. Còn cái nhìn đầu tiên của anh khi gặp em thì như thế nào? Thấy em là dễ thương, hiền. Có đen không? Trắng hồng đẹp. Có hôi không? Nãy đi lại gần nghe thơm. Còn cái thứ ba tôi không biết nha. Cái thứ ba thì anh yên tâm, thì tóc em nhiều lắm, em nghĩ nên cái phần lông chắc nó dồn lên tóc hết. Chắc không đến nỗi lông nhiều như anh nghĩ. Dạ. Nói chung là mình cũng lớn rồi, thì nói chung anh cũng lên chương trình này thì cũng thật sự là anh nghiêm túc. Một quyển sách hay là một quyển sách mà mỗi ngày mình lật nó một trang mới thì mình sẽ khám phá được thêm nhiều điều hay và nhiều điều mới từ quyển sách đó, và có thể là làm cho cuộc sống của mình nó thay đổi nhờ vào những cái điều ở trong đó mình đã học được. Em sẽ cố gắng sẽ là một cái quyển sách hay đó để anh tìm đến nó.
và mãi khám phá nó. Cảm ơn em, anh nhất định sẽ khám phá hết. Để em sẽ cố gắng là em sẽ là người dụ anh cuối cùng. Rất hay. Chúng ta chặt tay vào nút bấm đi bạn. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Nào, nắm tay nhau đi chàng trai và cô gái. Chúng ta là những người gọi là rất có duyên với nhau. Đây là một cặp đôi anh nghĩ rằng có thể có tin sớm cho tất cả mọi người. Hãy làm nhiệm vụ của một chàng trai khi mà ta đồng ý bấm nút, đó là hôn cô gái, để chứng minh rằng tất cả những điều nãy giờ mình nói là từ trái tim của mình. Dạ, anh được phép không em? Rất là dễ thương. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng hai bạn cặp đồng hồ từ